Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Theo AS, Dembélé tiếp tục than phiền vào viện lý do sức khỏe để nghỉ tập hôm nay. Tuy nhiên, các bác sĩ của Barcelona đã yêu cầu cầu thủ người Pháp phải tới Ciutat Esportiva. Trước yêu cầu từ câu lạc bộ, Dembélé đã đến tham gia tập luyện cùng với cả đội dù không muốn. Cầu thủ 24 tuổi đã thông báo không ký hợp đồng mới theo điều kiện tài chính của đội bóng đề nghị. Về phía Barca, đội bóng này muốn bán Dembélé ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng để tránh cảnh mất trắng vào mùa hè. Ngược lại, Dembélé lại muốn đi vào mùa hè theo dạng tự do. Barca muốn dứt điểm chuyện đi hay ở của Dembélé ngay trong tháng này. Nếu phải bán cầu thủ người Pháp, Barcelona muốn thu về khoảng 20 triệu euro. Trên trang chủ, David Cowley đã ra thông báo xác nhận Dylan Williams sẽ chuyển đến đội quân cho Chelsea. Trong thông điệp chia tay Dylan Williams, đội chủ sân Bright Park đã gửi lời chúc hậu vệ 18 tuổi thành công trong chặng đường tiếp theo. Theo một số nguồn tin tại xứ sở sương mù, hậu vệ người Anh sẽ đá cho đội U23 Chelsea. Cầu thủ này sẽ có cơ hội lên đội 1 nếu chứng tỏ được tài năng. Tuy nhiên, tờ The Sun cho hay Dylan Williams có thể lên đội 1 ngay khi hoàn tất hợp đồng với Chelsea. Bởi lẽ The Blues đã khủng hoảng lực lượng ở hành lang cánh trái sau khi Ben Chilwell phải nghỉ hết mùa vì chấn thương. Theo 442, Diogo Dalot được đảm bảo tương lai tại Old Trafford hoàn toàn dưới thời của Ragnarok. Dalot ban đầu nằm trong danh sách chuyển nhượng cùng Man United dưới thời Solskjaer khi không thể cạnh tranh vị trí với Wan-Bissaka. Borussia Dortmund đã tiếp cận với Man United nhằm có được Dalot vào mùa hè nhưng không thành công, nên họ đã quay lại vào mùa đông. Sau chuyến phục độ ấn tượng thời gian qua, Diogo Dalot chắc chắn có một suất đá chính. Theo Fabrizio Romano, Dalot khiến Ragnarok từ bỏ kế hoạch tìm kiếm hậu vệ mới cho Man United. Trong chiến thắng 3-1 trước Brentford, Dalot được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Theo Sky và The Athletic, Watford đã sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri sau 112 ngày ký hợp đồng. Đây là lần thứ hai mùa này Bayern phải thay tướng. Chủ sở hữu đội bóng đang gấp rút tìm kiếm một vị thuyền trưởng. Trước đó, Bromley đã có 7 vị thuyền trưởng bị đuổi việc, bao gồm Dean Smith của Aston Villa, Nuno Santo Espirito của Spurs, Daniel Farker của Norwich, Steve Brooks của Newcastle, Cisco Munoz của Watford, Ole Gunnar Solskjaer của Man United và Rafael Benitez của Everton. Watford hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, kém vị trí an toàn của Norwich 2 điểm. Theo Opta, Watford vẫn chưa có một trận dưới sạch lưới nào ở Premier League mùa này. Ở trận ra quân cách đây ít ngày, thầy trò Mã Đức Chung đã để thua Hàn Quốc với tỷ số 0-3. Bước vào lượt trận thứ hai với Nhật Bản, các cô gái áo đỏ đã để thua với tỷ số tương tự. Mặc dù thua liên tiếp 2 bàn ở hiệp 2, nhưng tuyển Việt Nam không xuống tinh thần. Các cô gái tiếp tục thể hiện quyết tâm lớn nên đã giữ vững thế trận. Trong thời gian còn lại của trận đấu, nữ Nhật Bản tạo ra nhiều cơ hội nữa nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Ở trận đấu hạ màn, các học trò của huấn luyện viên Mã Đức Chung sẽ phải tự chiến với Myanmar để giành vị trí thứ 3, đồng thời hy vọng sẽ đi tiếp với tư cách một trong hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Với mục tiêu phát triển lâu dài, Sài Gòn đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với hai đội bóng Nhật Bản là Ryukyu và Azul Claro Numazu hồi năm ngoái. Nằm trong kế hoạch, Sài Gòn đã quyết định gửi 4 cầu thủ sang hai câu lạc bộ này là Văn Luân, Hồng Quân sinh năm 99, Văn Sơn và Ngọc Long sinh năm 2001. Chiều ngày 24 tháng 1, Sài Gòn đã chính thức công bố thông tin trên. Theo đó, Văn Luân và Hồng Quân sẽ chuyển đến chơi cho Ryukyu tại giải hạng 2 Nhật Bản, trong khi Văn Sơn và Ngọc Long sẽ thi đấu cho Azul Claro Numazu tại giải hạng 3. Hợp đồng cụ thể đã được câu lạc bộ Sài Gòn cùng với hai đội bóng của Nhật Bản thống nhất. Dự kiến sau Tết Nguyên Đán, 4 cầu thủ trên sẽ lên đường sang Nhật Bản. J-League 2 sẽ khởi tranh vào ngày 19 tháng 2, trong khi J-League 3 bắt đầu từ ngày 12 tháng 3.